À, có khi công phu niệm Phật những đức nhìn có nhiều gia đình giống như ba đời cùng tu. Từ đời ông bà rồi cha mẹ rồi cháu. Đây gọi là đại phước báo nhân duyên của một gia đình quý vị, đặc biệt. Mà muốn duy trì được một cái gia đình mà tu tập mà như vậy mà lợi ích từng đời ông bà cha mẹ và tới cháu thì cái quan trọng là những người lớn trong gia đình đó khi tiếp nhận pháp môn niệm Phật phải gầy dựng tín nguyện cho sâu, có nghĩa là chính cái người dẫn đầu trong gia đình đó phải kiên định. Thì cái lợi ích của gia đình đó nó mới lâu dài. Còn nếu không thì nó nhất thời. Thí dụ như cái pháp môn niệm Phật này, những đức thường khuyên cái vị niệm Phật, thường rủ vị tu. Dù gặp sự trở ngại, khó khăn gì, những đức cũng tu. Chỉ cần cái đầu kéo này còn duy trì thì chắc chắn là cái ngọn lửa niệm Phật này không bị tắt. Nhớ kỹ nghe quý vị. Còn nếu như bản thân những đức mà còn bỏ nó thì rồi xong. Là nguyên một cái dàn như đức hướng dẫn đa phần bị ảnh hưởng hết. Ảnh hưởng rất là nhiều luôn á. À. Tại vì á mình tu hành mà ai mà không gặp sự trở ngại. Nhưng mà trong cái sự trở ngại mà mình vượt qua. Giống như mình leo trên một cái ngọn núi cao. Thì sắp sửa tới đỉnh cao nó thường những gặp những cái cục đá to để cản đường. Bản thân mình leo qua nó hơi khó nhưng mà phải kiên nhẫn và quyết tâm leo qua thì nhất định mình đến cái đỉnh núi cao nhất, hiểu không? Nên á trong gia đình mà những đức thấy mà mấy đời mà tu chung vậy đặc biệt lắm, thực sự đây là cái đức của gia đình đó quý vị, cái đức của gia đình rất là lớn. Nên á, những đức cũng thấy có những gia đình đi vào trong chùa tu mà cũng có như ba đời, như đời mẹ, đời con, đời cháu cùng tu trong chùa. Nên những đức cũng từng gặp họ, họ như đức nói rằng là gia đình mà ba đời đều biết pháp môn niệm Phật gì, nhớ kỹ. Cái quan trọng là cái người dẫn đầu mà biết pháp môn niệm Phật này phải kiên định. Dù gặp sự trở ngại gì cũng không được thối tâm nghe. Cái người đứng đầu này mà thối tâm là hai cái dàn kia bị ảnh hưởng lớn. Có khi bỏ luôn á, chứ không phải chuyện giỡn đâu. Nó giống như chị em của cô Diệu Minh rồi ha, tám chín chị em cùng niệm Phật. Nó, cái này quý lắm chứ không giỡn đâu, tám chín chị em trong gia đình. Nó, ví dụ như nhà gần gần tập trung lại tu, có những bữa nào mà mưa gió đâu thì ở nhà mình tu, nhưng mà phải kiên định, phải duy trì. Cái pháp môn niệm Phật này là cái pháp môn mà phải gầy dựng tín nguyện dữ lắm mới tu cả đời được. Không gầy dựng tín nguyện kiên định là tu thời gian bỏ cuộc. Ấn Tổ nghe nói là niệm Phật vô vị. Quý vị phải đem cái câu Phật hiệu này để áp dụng trong cuộc sống, quý vị sẽ không bỏ. Thí dụ như quý vị đi lỡ một cái chỗ nào mình ngồi mình đợi người ta vì một công việc gì mà chưa đến mình, thì quý vị ngồi để quý vị cầm cái máy bấm số, quý vị bấm số niệm Phật. Khi bị bấm số niệm Phật rồi là bản thân quý vị sẽ không có nôn nóng nghe. Mà khi mà tới mình làm công việc đó rồi là tuyệt vời. Tại vì cái thời gian mình chờ đợi mình niệm Phật nên nó giúp cho tâm mình nó an. Con người mình nó sanh phước duyên từ lúc đó luôn. Là đến bản thân mình là công việc nó tốt, cho chạy tốt. Cái tâm mình nó an. Hoặc là người ta có vượt qua mặt mình hay gì mình không có buồn, mình không có tức. Tại cái lúc đó là mình có câu Phật hiệu mình niệm. Mình có câu Phật hiệu mình niệm. Đó. Nên quý vị biết rằng là câu Phật hiệu này phải biết áp dụng á. Rồi thí dụ như mà những đức từng nói rằng là mà đi xe mà tới đèn đỏ đồ này kia, mà cái thời gian của đèn đỏ có nhiều người mình bị hấp tấp gấp gáp và mình có khi mình tranh thủ mà nó xảy ra tai nạn quý vị. Nhưng mà cái lúc đó quý vị mà thầm thầm quý vị niệm Phật vài câu nghe, chờ đèn đỏ nó từ đèn đỏ qua đèn xanh nghe, thì quý vị biết rằng tâm quý vị rất là an định. Hoặc là quý vị ngồi trên xe bị đi đến nơi nào đó
Mà quý vị nếu như mà không có máy, cái máy bấm số nghe, coi chừng quý vị bị gián đoạn á. Nó gián đoạn là mình niệm chút xíu thôi, là mình bị những cái tác động của lời nói của người xung quanh, nó tác động vào mình không niệm Phật nữa. Nhưng mà có cái máy bấm số, quý vị sẽ có thể bấm xuyên suốt ngồi trên xe luôn. Nên đem câu Phật hiệu này nó áp dụng trong mỗi lúc mỗi nơi, để nó có cái hương vị niệm Phật, mà nó mồi cái ngọn lửa niệm Phật đó luôn. Đến khi quý vị mà tới giờ công phu vị lên vị tu đó là tu rất an lạc. Còn những đức nói quý vị một ngày quý vị không chịu mồi ngọn lửa đó đó nghe, lơ là nhạt nhẽo, tới giờ vị lên công phu nó bị nhạt nhẽo. Nên có những người, người ta có thể tu với quý vị, tu chung quý vị đó, nhưng mà có những người người ta rất là hương vị để niệm Phật, nhưng có những người người ta rất là nhạt nhẽo để niệm Phật. Thí dụ như bây giờ một người phát tâm để niệm Phật, nó khác cái người quý vị cho tiền họ niệm Phật. Thí dụ như có những đứa con bị mướn nó đi niệm Phật, thì nó lên nó niệm Phật, nó sẽ khác cái người mà phát tâm niệm Phật. Cái lúc mà cái người đang bình thường niệm Phật, nó chưa đạt bằng cái lúc mà gặp nạn niệm Phật. Vì nhớ kỹ nghe vị để ý chỗ này nè. Nên cái câu Phật hiệu này, cái lúc bình thường mình có khi lơ là đó, nhưng mà khi bị gặp nạn niệm Phật nó sẽ khác hoàn toàn. Ví dụ như Đức nói vị đang bình thường vị niệm Phật á, nhà đang yên, đồ ăn, đồ uống đầy đủ, ngon lành rồi nghe, có khi vị niệm Phật nhạt nhẽo đó. Nhưng mà quý vị thử mà cái lúc mà gió mưa bão tố đồ thử coi, niệm kinh lắm quý vị ơi, niệm dữ dằn lắm. Đó. Nên quý vị lúc đó quý vị mới thấy là cái công năng niệm Phật thù thắng. Và lúc đó nó trải qua rồi quý vị mới thấy rằng, thì ra là cái lúc bình thường con người có thể ngồi lại với nhau nói chuyện vui đùa, đồ ăn ngon, ngủ yên đồ, nhưng mà khi cái lúc gặp nạn mình lại không nhờ vả được những người xung quanh mình, mà chỉ có nhờ vả được A Di Đà Phật. Nên nó trải qua những thời gian đó quý vị mới thấy câu Phật hiệu thù thắng, câu Phật hiệu thù thắng. Nên tại sao những người ta niệm Phật người ta bỏ cuộc? Vì bị nhạt nhẽo quý vị. Niệm nó vô vị, Ấn Tổ nói là niệm Phật vô vị, nên người ta bỏ pháp môn niệm Phật. Nên cái người mà gặp pháp môn niệm Phật này đó, là dù trong gia đình quý vị không ai niệm Phật, nhưng chính bản thân quý vị là người phải thật sự phải siêng năng niệm Phật. Và niệm làm sao nó phát ra một cái tâm mà nhẫn nại đối với gia đình quý vị. Có nghĩa là nhẫn hơn người khác, chịu khó hơn người khác, gặp sự cố gì cũng niệm Phật, trở ngại gì cũng niệm Phật, người ta chê mình ngu mình cũng niệm Phật. Như vậy mà cuối cùng bị độ cả gia đình quý vị. Thì chơi xếp độ cả gia đình quý vị luôn đó. Nên từ nơi đó mà cái pháp môn niệm Phật này tuy là dễ tu, nhưng mà người bỏ cuộc cũng rất nhiều. Nếu như mỗi ngày mà không được đốc thúc, rồi không được nhắc nhở, vì sao bỏ cuộc đó, tôi sẽ bỏ cuộc. Nên bây giờ mình có cái room này, những đứa thấy mà như thời gian sáng tối là tu đông nhất, hai thời kia thì ít hơn, nhưng mà ít hơn gì bây giờ cũng cả ngàn người. Còn hai cái thời mà sáng tối này tầm cứ 1700 người, hơn 1700 người, cái đạo tràng gì là dữ dằn lắm rồi quý vị, hiểu không? Mà những đứa nhìn gia đình của khi cả gia đình từ ông bà, cha mẹ và cháu cùng tu chung. Những đức thấy cái điều này là thật sự mình rất là mừng. Mừng là cái tâm những đức từ xưa tới giờ, những đức muốn đem pháp môn tịnh độ này cắm gốc từng nhà, nhưng mà bây giờ nó hình thành qua cái room này. Những đức cũng không ngờ. Quý vị biết những đức tặng tượng Phật gỡ đi khắp nơi nơi biết bao nhiêu mà nói, lễ viếng Quan Âm tặng tượng Phật biết bao nhiêu mà nói, mà những đức thường khuyên rằng là pháp môn niệm Phật này phải cắm gốc từng nhà. Nhưng mà những đức cũng không ngờ là nó cắm qua cái chiều hướng của cái room, cái mạng internet, cái room này. Những đức cũng không ngờ luôn. Bây giờ nó đã hình thành được từng gia đình, và nó cứ mở rộng ra từng gia đình. Quý vị cũng có khi không có thời gian đi chùa mà tại nhà cũng tu tập được luôn. Những đức nói thí dụ như có những lúc mà gió mưa bão tố, bản thân mình muốn đi đâu cũng bất tiện, nhưng tại gia đình mình cũng đều tu tập được luôn. Đó. Bắt đầu ngày mai thứ bảy, bắt đầu buổi tối 12 giờ khuya tiếp tục tu nữa. Không mà những cái thời khóa những đức lập ra nó bất chợt mà bây giờ có khi nó dính luôn rồi đó quý vị. Tại vì cái số lượng người tu càng ngày càng đông lên. Bản thân những đức có khi nghĩ rằng là 12 giờ phi này tu một thời gian rồi những đức nghỉ, nhưng mà những đức thấy cái số lượng sao càng ngày càng đông thêm không. Nên từ nơi đó những đức không có nghỉ được. Có nghĩa là những đức đưa lên cái tờ khóa là thật sự mà nói, cái lúc mà bão tố đồ ngoài miền ngoài á quý vị,
mình không có cái gì mình tặng cho người ta, mình mong mình là người niệm Phật, mình có một tấm lòng gì đó mình tu tập, mình mong hồi hướng cầu nguyện cho bão bớt đi, cho người ta đỡ khổ, cái tấm lòng mình rủ nhiều người vậy quý vị. Những đức nghĩ rằng thời gian nào thôi, những đức nghĩ, nhưng mà thấy cái 12 giờ khuya này rất là nhiều người ta thích, mà tu càng ngày càng đông nha, kiểu này chắc duy trì luôn quá. Nhưng mà nếu ai mà tu mà sáng mà mình buồn ngủ, mình thiếu ngủ á, mình trở ngại công việc, thì quý vị cứ đừng có vô 12 giờ khuya. Còn nếu như quý vị vô 12 giờ khuya bị tu, mà bị tới sáng mà bình thường được mệt khỏe nghe, vô chứ đừng có nghĩ rằng quý vị không vô những đức buồn, quý vị không có đâu nha. Cái thời gian 12 giờ khuya rất là khó, thì mình vô mình tu rồi mình không ngủ được, mình thiếu ngủ đây, sáng mình làm việc bị trở ngại, hoặc là ngồi đâu cũng ngủ gà ngủ gật đây, người ta coi mình kỳ lắm, thấy không? Nếu như vị tu mà sáng bị khỏe, công việc bảo đảm, mọi việc tốt đẹp, thì vì cái vô tu 12 giờ khuya. Còn nếu như vô tu mà sáng bị trở ngại công việc thì đừng có vô, thà mình giữ những cái thời tu bình thường, nó vẫn là tốt, vẫn là đặc biệt cái gì đâu đó. Nên những đức mà khi mà tu tập xong á, những đức ngồi nói chuyện, đức nói thấy từng gia đình ngồi mà chúng ta cùng á, đem tịnh độ đi giới thiệu. Bây giờ mình là cư sĩ không à, bây giờ mình khuyên nhau tu tập, có khi cả đời mình có thể, dù là bây giờ mình không có thời gian gặp nhau trực tiếp bên ngoài, nhưng mà qua cái màn hình này cũng được rồi. Thật sự mà nói nghe, những đức nói với vị, có những khi gặp gì nó còn thấy quý trọng hơn à. Cái kiểu nó dở dở ương ương quý vị, nó dở dở ương ương, nó quý trọng dữ lắm. Nên ăn tổ nghe nói một phần thành kính được một phần lợi ích, 10 phần thành kính được 10 phần lợi ích. Quý vị coi để ý đi, khi mà mình vào cái thời khóa tu mà bị niệm Phật lễ Phật mà bằng cái tâm thành kính đó, nó sẽ khác hoàn toàn khi bị niệm Phật lễ Phật mà quý vị hờ hợt. Nên những đức nói rằng một người trong gia đình quý vị khi chưa đủ duyên, quý vị đừng bắt ép họ, thà quý vị duy trì quý vị mà nó thành kính, nó thành kính. Quý vị biết rằng á, một con người khi họ có duyên gặp Phật pháp, họ niệm Phật đó, khi họ đã có duyên thì cái nhân duyên sẽ đến với họ, và khi đã đến rồi nó đủ duyên, nó sẽ phát rất là nhanh luôn quý vị, phát rất là nhanh. Quý vị đừng có sợ, gieo là gieo bằng cách tùy duyên á, không có được hoang duyên nha. Khi bị gieo khoan duyên mà họ mà khi mà đã quay lại cái tâm phỉ báng đó, là nó sẽ đoạn cái duyên đủ duyên về sau, nó đoạn cái duyên đủ duyên về sau. Nhớ kỹ điều này, mà cái lúc mà họ tu với vị, họ phá luôn cái nhân duyên mà quý vị đã tu luôn. Tại vì quý vị tu nó bị phân hai, không còn nhiếp tâm nữa, thì nó phá luôn cái duyên của người dẫn đầu, hiểu chưa? Nên mình á, khi đã tu tập mình duy trì mình, còn những người vào tu với mình là phải hoàn toàn đủ duyên. Còn nếu như họ vào tu mà họ không có một cái cảm giác gì như bị bắt ép, hoặc là nó không có cái tâm gì cảm giác nha, thì thà mình tùy duyên họ để mình duy trì mình cho thật tốt. Khi đến lúc mà họ đủ duyên rồi, họ vô họ tu họ phát rất nhanh ha. Giống như một cái hạt giống mà trồng vào nó đúng mùa ấy, thì tự nhiên nó sẽ bội thu thôi. Còn mà đem cái hạt giống mình trồng những cái lúc mà nó không đúng mùa thì có khi mất luôn giống. Cái này rất là quan trọng đó. Nên cái tu tập mà cái mà tùy duyên phải hiểu, tùy duyên không phải phan duyên. Phan duyên là mình đã gieo rồi, gieo rồi mà họ còn không thích nữa thì mình tùy duyên. Đó là cái mà quý vị sẽ đỡ tối đa phiền não. Nên pháp môn tịnh độ niệm Phật này thù thắng dữ lắm, nhưng mà phải duy trì và phải gây dựng, khi gặp sự trở ngại khó khăn gì cũng niệm Phật hết, thì quý vị sẽ thấy được sự an lạc của pháp môn niệm Phật này. Thí dụ như bây giờ gia đình của cô Diệu Minh đồ này kia miền ngoài đi, mà tu tập cũng có những cái trở ngại đó, chứ không phải chuyện dẫn cho đâu. Nhưng mà mình vẫn duy trì, mình vẫn gầy dựng, mình thấy cái cách này tu được, mình lợi ích, mình niệm Phật lễ Phật, mình làm được, mình tu được, mình hướng dẫn ta được, mình gầy dựng cho cực kỳ mạnh đi, thì tức khắc những cái sự trở ngại nó sẽ tự quá dài. Nên quý vị phải nhớ rằng sự trở ngại mà mình bỏ tu, đừng đổ thừa người khác. Sự trở ngại mà mình bỏ tu là do tại mình 100% luôn. Không có ai hại mình, chỉ có chính mình hại mình. Chắc chắn quý vị luôn, không có ai hại mình, chỉ có chính mình hại mình. Trong cuộc đời này quý vị nhớ, đừng bao giờ trách ai hại mình, chỉ có chính mình hại mình. Như bản thân những đức, khi gặp sự trở ngại, nếu những đức đổ thừa người khác là những đức là người thất bại. Đổ thừa người khác là người thất bại.
Khi những đứa cố gắng kiên định vượt lên chính mình, thì bản thân những đứa mới thấy rằng, ô thì ra là người không hại mình mà là người giúp mình. Quý vị biết rằng cái người mà tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc, thuận hay nghịch đều là giúp mình, không có một chút gì trở ngại với mình hết. Thuận thì bản thân mình dễ tu, nghịch thì bản thân mình cố gắng. Thì coi hai điểm đều là hoàn toàn giúp mình. Còn nếu như hoàn toàn thuận không thì không có chuyện này. Khi nghịch thì mình bỏ tu, mình đấu thường người ta là tại mình chứ không phải tại người ta. Người ta chỉ là người thử mình, coi mình có thật sự kiên định cái tâm tu hay không. Giống như bây giờ một cái chiếc nhẫn vàng người ta đưa mình chưa chắc chiếc nhẫn này là vàng, phải dùng lửa ấy vị, lửa để đốt chiếc nhẫn này coi phải vàng hay không, ta thử mà vị, dùng lửa nó thử vàng, hiểu không? Nếu nó là vàng thiệt thì là vàng. Nên con người đã là kiên định tín nguyện niệm Phật rồi thì dù gặp sự trở ngại gì cũng phải niệm Phật, thì đó giống như hệt như vàng, thì lửa có đốt cỡ nào cũng là vàng, hiểu không? Nên mình đừng có trách ai, đừng có đổ thừa ai, mà là lỗi lầm là do tại mình, bản thân mình không kiên định thôi. Nên sự trở ngại gì quý vị cũng cố gắng niệm Phật đi. Ngày nào chúng ta tu tập xong, chúng ta cũng nhắc nhở nhau một chút gì nè, phải gây dựng tín nguyện niệm Phật nghe. Một đời nó qua mau lắm đó, đừng có nói là đến già mới chết, coi chừng mình trẻ mình bất tử đó. Như bản thân những đức đồ nè, 43 tuổi mà có khi nó chết bất tử đó. Tại vì trong cái cuộc đời này nó chết rất nhiều, nhiều cách chết chứ không phải chỉ có già chết, bệnh chết không đâu, mà có những cái tai nạn chết bất tử nữa. Quý vị thấy toàn thế giới, quý vị thấy chưa, rất là nhiều cái loại chết, chứ đâu phải là già bệnh mới chết không đâu. Khi té chết, lửa cháy cũng chết, nước trôi cũng chết, đất sập cũng chết, nhà sập cũng chết, đủ thứ cái cách chết hết trơn, quý vị thấy chưa. Rồi tự nhiên mình đang đi xe, xe đụng mình chết quèo, nó bất tử lắm. Nên bản thân con người mình phải mỗi ngày đeo cái máy niệm Phật, và mỗi ngày phải niệm Phật để nhắc nhở mình niệm Phật, để làm chi, khi gặp sự trở ngại gì là bản thân mình niệm Phật liền. Thì ý niệm cuối cùng mình là câu Phật hiệu thì Phật ấy là tiếp dẫn giảng sanh. Nên những đức nhìn có nhiều bé nhỏ nhỏ ngồi đây rất là ngoan, cái bé nhỏ 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 đó thôi khen hoài, đọc tên hoài, nó mất công lắm, bây giờ nói gì là biết rồi. Nhiều bé nhỏ tu tập xong rồi ngồi nghe nói chuyện được đàng hoàng, tôi nhìn mặt tôi nhớ mặt chứ. Mai mốt rồi tôi gặp tôi phải có quà tôi tặng mới được, chứ không có chuyện giỡn đâu nghe. Bé nhỏ vậy là ngoan dữ lắm nha. Nên từ nơi đó mà mỗi một người niệm Phật là phước duyên thù thắng à. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý vị tín nguyện niệm Phật kiên cố, niệm Phật cả đời không thối tâm. Khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới cực lạc nha quý vị. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.